Cầu thủ Nguyễn Đại Hiệp Việt Nam của đội U15 Nam Định đã ghi bàn mở tỷ số cho U15 Nam Định. Hiện nay tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội U15 Nam Định. Và hiệp 1 đã diễn ra được khoảng 30 phút chưa cháu nhỉ? Đấy, đến 30 phút. 30 phút rồi. Tôi hôm nay được cũng là phụ huynh của các cầu thủ trong đội U15 Nam Định, được các phụ huynh giao cho trọng trách đi quay và chia sẻ lại những thước phim này để các phụ huynh ở xa có thể ở nhà xem được các con thi đấu. Do chặng đường đi cũng khá dài và cũng có chút trắc trở nên chúng tôi đã đến muộn một chút, không kịp quay từ đầu, rất mong các bạn thông cảm. Giờ vẫn đang là diễn biến theo thế trận đôi công rất là hay của hai đội. Đội U15 Nam Định thì nhìn tổng quan thì có hơi nhỉnh hơn một chút về thể hình, do có thể là cứng tuổi hơn. Đội U15 Nam Định có một nửa là các cầu thủ sinh năm 2010 và một nửa sinh các cầu thủ sinh năm 2009, nghĩa là các cầu thủ 14 tuổi và 15 tuổi. Vừa rồi là một pha phạm lỗi của cầu thủ tên là gì nhỉ, 28 đấy, chưa thiếu số cho bọn các cháu điền số đây cho chú nhá. Xóa của anh Tuấn. Đội BVF đang được hưởng một quả đá phạt. Cách khung thành của thủ môn Quang Trường khoảng gần 30m. Cự ly cũng khá nguy hiểm. Đây khả năng sẽ là một quả sút bóng trực tiếp vào gôn, hoặc một tình huống treo bóng để các cầu thủ sẽ đâm vào. Đó, đúng như vậy. Một tình huống treo bóng vào trong. Trời đang hơi mưa. Cảm ơn chú tờ giấy. Mẹ anh khởi động rồi. Điền nốt số áo vào đây cho chú này, con này. Điền vào mấy anh em cái điền nốt số áo vào đây chú. Phúc cười. Phúc cười là hôm nay các thầy cho đá chính. Thường là anh thường vào tầm khoảng giữa hiệp. Được bổ sung Phúc cười thì Phúc cười có kỹ thuật cá nhân khá tốt. Nhưng về thể lực thì còn phải tăng cường thêm. Liên tục các đội BVF liên tục được nhận những tình huống đá phạt trực tiếp. Lại một đường bóng dài của Nam Định. Hay quá. Số 18 tên gì nhỉ? Việt Nam đấy à? Việt Nam này được đeo băng đội trưởng.
Vậy là đã hết hiệp 1. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội Nam Định. Đi trời đang mưa. U15 Nam Định. Xin mời các bạn tạm nghỉ ít phút để chúng ta sẽ đến với diễn biến về vai.